Em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì hai vợ chồng em á thì mình cũng có dịp đi thăm 20 gia đình ở khu vực phường 7 ha anh chị ha. Cũng như là những ngày mùng 5 tháng 5 anh chị thì mình cũng đến thăm những người lớn tuổi và trao những phần quà để cho người ta có một ít tiền để sử dụng trong những cái mùa dịch này ha anh chị ha. Về phần kinh phí cho 20 phần quà ở khu vực phường 7 đây á là của các anh chị ở nhóm 143 ha anh chị ha. Thì bây giờ em mời cô chú anh chị và các bạn cùng em sẽ vào thăm một bà cụ rất là lớn tuổi ở đây nha. Ở đây thì có một bà cụ lớn tuổi, bà nay cũng gần 90 tuổi rồi anh chị. Bà ở trong cái nhà ở đây, nhà nhỏ xíu à. Lúc trước thì em cũng có đến thăm một lần rồi. Em dạ con chào chị hai. Hả? À, gia đình này thì trước em cũng ghé thăm rồi anh chị, nhưng mà bà cụ ở đây thì cũng nằm một chỗ không à, nên nó là nhờ bà cũng đâu có làm gì ra tiền đâu. À, thì có quà thì cũng đến thăm bà một tí. À, bà có nhớ con không nè? Bà không nhớ. Không nhớ hả? Hồi năm ngoái con có ghé thăm bà đó. Mua cho bà cái radio. Cái radio này còn nghe được không? Nhớ rồi. Được. Dạ. Dạ, cái radio này còn nghe được không bà? Dạ được. À, vậy là còn nghe được á. Dạ. 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 Dạ, cháu không có gì đâu. Dạ, mấy đây bà khỏe không? Dạ. Đứng này cũng hơi đỡ mà đi bực con cái là không đi được đó thôi à. Dạ. Chứ ngồi vậy thì ngồi dày được nè. Dạ. À, cậu ở bên chợ chùa phải không? Dạ không, con ở phường 3 Bến Tre đây. Dạ. Năm ngoái con ghé thăm bà đó. À quên. Bị dạ. Vậy là tính ra hôm nay là bà 90 hả bà? 91 rồi. À 91 rồi ha. Sinh 1931. Dạ. Thì hôm nay thì trong chương trình con đi thăm 20 gia đình ở khu vực phường 7. Dạ. Thì trước tiên con cũng ghé thăm bà, tại vì con cũng đã ghé thăm bà lần trước và biết bà là cũng đâu có làm gì mà để mà ai lo mà để sống đâu, thì con cũng ghé thăm bà. Nhờ nhỏ con đây nó phụ đây nè. Dạ. Nó vô sáng thì vô dọn dẹp bực chợ búa đi về nấu một bát rồi thôi tới buổi chiều. Dạ. Thôi. Dạ cậu ở phường 3 hả? Dạ. Ủa phường 3 ai đâu quên rồi. Sao mà nhớ cho nổi. Phường 3 lâu quá rồi. Dạ, thì cái như cái phần quà này á là của nhóm mấy anh là anh chị là 143 có gửi tặng bà là 500.000. Yeah. Và một chai dầu nước xanh. Dạ. Yeah. Yeah. Cảm ơn hết hai cháu nha. Dạ. Yeah. Này là một tờ 500. Dạ, yeah, một tờ 500.000 và chai dầu để cho bà xài ha. Dạ. Yeah. Thôi cảm ơn hết. Dạ. Yeah. Đây là gia đình phải không? Dạ, dạ hai vợ chồng con. Cảm ơn hết cậu mợ nha. Dạ. Yeah. Khi nào mà cậu mợ có rảnh thì cứ đi đâu thì ghé đây thăm tôi vậy được, chứ còn không phải là nói ghé xin tiền nha. Dạ. Có tiền cho thì tôi cũng mừng, mà không có thì thôi ghé thăm cái tôi cũng mừng lắm. Dạ. Dạ. Con rồi. Dạ rồi thôi bà khỏe nha, hai vợ chồng con về nha. Dạ. Dạ có gì thì con sẽ ghé thăm bà. Dạ. Dạ. Cảm ơn hết hai ông bà nha. Dạ. Hai ông bà mạnh tay khỏe chân đi mừng ăn suôn sẻ nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn bà. Dạ. Dạ. Dạ con chào bà. Dạ. Bà khỏe không bà? Khỏe. À bà nay là nhiêu tuổi hả bà? 90. Dạ. Con nghe nói lúc trước bà đi bán vé số luôn hả? Bà đi bán vé số này bệnh không có đi. Bà nghỉ bán vé số này bao lâu? Bán ra hồi vé số 2000 tới giờ. Vé số 2000 tới giờ hả? Dạ. Vậy rồi bà nghỉ đây bao lâu rồi? Nay bệnh hôm nay nghỉ nè. Dạ. Chứ cũng đi nữa. Dạ. Chứ cái gì ạ? Dạ. Chứ anh cho hoài sao đâu có. Dạ. 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 Mình đi bơi mình ăn. Dạ. Đã đi nổi đi, còn đi không nổi nghỉ. Dạ. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi bạn? 91 rồi. Dạ. Thì ở đây thì con cũng có một nhóm anh chị 143 có gửi về một phần quà là 500 ngàn. Dạ. Dạ. Và một chai dầu nước xanh để tặng bà ha. Dạ, cảm ơn nhiều. Dạ. Dạ. Cảm thì như cái đậu nhiều. Dạ. Thì cho thì cũng đỡ. Dạ. Chứ thôi, có tiền tụi cũng không có tiền để mua nữa. Dạ.
Vậy thôi cô tụi con đi về nha, bà khỏe nha bà dạ, nha. Dạ khỏe. Dạ. Cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Những chị ở địa phương á thì chị cũng hướng dẫn tụi em đến. Dạ chào chú. Dạ. Dạ cô ngồi đi cô. Dạ. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi cô? Dạ. Dạ. Ở đây cô ở với ai cô? Ở với nhỏ thợ với nhỏ bệnh tâm thần luôn. Là hai đứa. Dạ. Vì ổng mất rồi. Mỗi lần nhà có ổng bị. Là hai người hai con người. Bệnh hết hả cô? Nó khờ, nhỏ là khờ, còn nhỏ thì tâm thần. Dạ. Thì nhớt nó dưới. Dạ. Nhớt có đâu cô? Dạ, dạ. Dạ, con vô thăm thử ha. À, đây là con bé hả? Trời ơi. À nhốt về thôi cô. Chị này thì chỉ bị tâm thần chị. Ủa, khóa gì nè. Thấy thường. Tuổi hiếu làm Sài Gòn hả? Không. Nhỏ này một lần nó có kẹo. Nó cũng xây tường đồ để cho chắc chắn. Để thôi nó sợ nó. Chỉ đi hả? Thả cho nó đi tới dạ. Luôn mà bị nó hút điện, sợ nó vậy á. Chỉ về là chỉ cũng đi dữ lắm hả cô? Mày sợ thả ra đi nhưng mà giờ quen rồi. Giờ miếng ấy mở cửa ra rồi là đi vô liền hà đòi vô rồi chứ không. À dạ. Rồi, rồi vậy là cuộc sống của mình đây làm sao cô? À, khổ lắm chú ơi. Dạ. Tại vì ông hồi đó là nói nghe ông còn khỏe thì ông cày dừa. Dạ. Là mặn là kẹo cày dừa. Bây giờ ông mất với ông bệnh mấy năm rồi. Dạ, cũng khó khăn ha. À, em gửi quà cho cô luôn đi em. Dạ, thì ở đây tụi con cũng có nhóm anh chị 143 có gửi cô một phần quà là 500 ngàn và một chai dầu nước xanh. Anh cô sử dụng ha. Dạ. Dạ, dạ thôi cô cũng khỏe ha cô ha. Dạ, dạ con. Bệnh thiếu máu cứ tháng nào cũng phải vô. À, cô cũng bệnh luôn ha cô. Thì tháng nào cũng phải vô máu, không vô máu rồi đó. Tiêu, bị nó dạ. Quay quá đi không được. Dạ. À, đi nó lớn cứng á. Dạ, thấy cũng mệt. Khó khăn. Dạ rồi con chào cô ha. Dạ cô khỏe nha cô. Ông cụ bị sao hả cô? À, bị ổng té rồi cái dạ. Lấy cái hộp sọ ổng. À dạ. Ông nay nhiêu tuổi cô? 80 tám mấy rồi con. Dạ. Mấy rồi. À bây giờ cũng như là ông cũng nằm một chỗ vậy hả cô? Chỗ, có đi đứng gì được không cô? Không. Liệt hết bên thì con. Dạ. Cô năm nay nhiêu tuổi cô? 70. Dạ. Ở đây rồi ở gia đình mình đỡ không cô? Khổ quá. Dù dịch bệnh ha, mấy đứa nhỏ nó cũng không làm được cô con. Dạ. Thì khổ dữ lắm. Dạ. Thì mấy ở vườn nó có cho cô cái hộ cận nghèo. Dạ. Có gì là mấy ổng hỗ trợ cho ổng. Dạ. À, thì nhân dịp ở đây thì cũng có anh chị nhóm 143 cũng có gửi về phần quà cho chú. Thì con cũng gửi là 500 ngàn và một chai dầu nước xanh. Dạ, cảm ơn. Dạ, cái này là của Mạnh Thường Quân thôi chứ không phải của tụi con. Dạ, tụi con chỉ là đại diện thôi. Dạ. Dạ. Dạ thôi cô khỏe ha cô. Dạ là chú giờ nằm về đâu có nói chuyện gì được không? Không. Ở chỉ mà nấu có hồi biết hồi không. Dạ. Rồi ổng ỉa cũng nằm vậy. Dạ. À, nhìn thấy thương anh chị. Giờ dạ, nằm một chỗ vậy. Cô đau quá trời, cô chịu. Đỡ cũng lên xuống với mấy nhỏ. Thì nó cũng yếu á. Dạ. Nó đâu có một hai đứa ở nhà. Dạ rồi thôi. Dạ tụi con cũng về ha. Cô khỏe ha cô ha. À, cảm ơn tụi con. Dạ. Thưa con về. À, tiếp theo thì em cũng gặp một chú xe lôi đây nè anh chị. Chú này lúc trước thì em cũng biết chú rất là nhiều. Tại vì lúc trước thì chú cũng có nuôi một bà cụ. Dạ, dạ con chào chú. Lúc trước là chú là nuôi cái người lớn tuổi đó là như là bà con thôi đúng không chú? Dì. Dạ, à, là dì. Rồi chú giờ chú cũng còn chạy xe lôi hả? Còn. Dạ, nhưng mà nghe nói bà cụ giờ sao rồi chú? Bà dì mất ngay 4-5 tháng rồi. À bà đã mất rồi ha.
Dạ, tại vì lúc trước con cũng có thấy ở trên mạng là bên cái kênh Khám Phá Miền Tây đó có ý à đúng rồi kênh Khám Phá Miền Tây của thằng Trường á có đến thăm gia đình chú. Dạ, hàng ngày giờ chạy được không chú? Không có chở đồ gì hết. Dạ, vậy là bây giờ chú ở có một mình luôn. Dạ, biết nhà mà. Dạ. Hôm nay thì tụi con cũng có những phần quà cho bà con khó khăn ở khu vực phường 7 mình. Thì đây con cũng gửi chú luôn ha. Dạ. Thì ở đây là của nhóm anh chị 143 cũng có gửi phần quà về là 500 ngàn. Và một chai dầu nước xanh để cho chú sử dụng ha. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Ủa mà chú năm nay là 6 mấy hả chú hả? 60. Dạ. 60 tuổi rồi. Dạ. Thôi giờ cũng còn có một mình thôi cũng gắng làm ha chú ha. Dạ. Bây giờ chạy xe đâu giờ cũng ế thế mồ hả chú? Ấy. Dạ. Dạ rồi thôi chú khỏe nha chú nha. Dạ. Dạ. Theo thì em cũng thăm một cô ở đây. Cô ở đây thì là ở căn nhà thuê đây nè anh chị. Dạ con chào cô. Dạ cô nay nhiêu tuổi rồi cô? 77 tuổi. À 77 hả? Trời 77 vô con gọi ông bà nha. Ở đây bà ở gia hả bà? Có một mình. Dạ. Rồi nghe nói bà đi làm công việc gì hả? Đi lột xơ dừa cho công ty AC đó. À vậy là thấy 77 mà còn khỏe lâm lũ quá trời ha. Dạ làm lương đỡ không bà? Từng lễ lãnh được 4 tầng mấy cũng có anh từng á. Dạ. À vậy là nếu mà một mình thì cũng đóng tiền nhà trọ ha. Đóng tiền nhà trọ rồi cũng dạ đỡ. Ở đây mình thuê gì bao nhiêu một tháng hả bà? Tháng tới 700 rồi. À cũng nhiều tiền ha. Dạ tại vì ở Bến Tre mình cái giá mà 700 là ở trong đây chứ mà còn ra ngoài là còn mắc hơn á. Bảo em mừng hai tuần lễ mới đủ đóng tiền nhà. Dạ. Dạ, công việc làm điều không bà? Làm điều từ hôm gai bệnh người ta nghỉ chứ công ty này nó cũng không có nghỉ nhưng mà dạ. Nó mừng ít hơn chút. Dạ. Vậy là lương bổng của mình đó là cố định là như là 2 triệu mấy 3 triệu không là hết mức ha. 2 triệu dạ. Rồi chứ còn lên nữa không có. Dạ. Trời ơi 77 tuổi nè anh chị, còn khỏe re. À chạy bộ được luôn hả? Vậy là đi cái xe đạp này hả bà? Dạ. Thấy thương quá trời luôn. Con mà gặp mà những người lớn tuổi mà còn lam lũ làm con thương dữ lắm chứ mà còn như quay luôn á. Dạ. À. Để kêu không á, kêu quay luôn á. À đi đi lột vỏ dừa á hả? Đi, dạ. Cái sơ dừa, cái trái dừa rồi cái sơ á, cái lột dạ. Cái sơ đó ra. Dạ. Dạ thì hôm nay thì con cũng có quà của các anh chị nhóm 143 để tặng cho bà con ở phường 7 mình. Thì ở đây con đến con gửi cho bà luôn ha. Dạ, ở đây thì có 500 ngàn và một chai dầu nước xanh để cho bà sử dụng ha. Cảm dạ. Ơn. Dạ. Cảm ơn dạ. Con nhiều nha. Nói dạ. Nói bà. Cảm ơn các bạn thường quân. Dạ. Dạ. Cảm ơn nhiều. À bây giờ là bắt đầu là đi làm tiếp không? Bây giờ đi làm nữa. Dạ. Cũng như là có tụi con đến thì bà cũng phải tạm ngưng công việc đặng về nhận quà ha. Rồi giờ đi làm tiếp ha. Dạ. Dạ thôi bà gắng khỏe ha bà, để có dịp cái có quà con đến thăm bà nữa nha. Ừ, cảm ơn con nhiều lắm nha. Dạ. Dạ. Rồi vô đi em. Rồi, có khách quý tới nè, có khách nè. Mở cửa. Dạ, con chào cô. Đó, bà mở cửa. Dạ, con chào bà. Thôi được rồi. Rồi được rồi, thôi được rồi, thôi được rồi, đi vô được rồi. Dạ. Dạ bà khỏe không bà? Bà khỏe không? Bà khỏe không? Hôm nay con tụi con đến thăm quà, gửi quà cho bà nha. Thôi tôi không biết cái gì hết trơn ha, bây giờ cậu đừng nói nữa. Nói dạ. Tôi mang ơn quá trơn. Dạ. Trời ơi. Rồi thôi gửi quà cho bà đi rồi về. Dạ, dạ. Dạ. Dạ bà ơi con gửi cho bà một phần quà. Nè con gửi cho bà phần quà nha. Nè, con gửi cho bà quà. Này cậu nào hả trời. Dạ. Với lại cho dầu nước xanh cho bà sức nè. Em coi nè. Cái hộp cậu ghi hung quá hả? Hộp cơm này để trưa ăn hả bà? Để trưa ăn hả? Chiều ăn hả? Dạ. Trời ơi. Lấy cái này đừng cho tôi bịch nè. Ừ. Dạ. Thì người ta biếu má, rồi má cảm ơn đi. Má cảm ơn đi. Chúc sức khỏe đi. Chúc sức khỏe đi. Tôi có biết cái gì đâu, cái này bịch. Rồi má chúc sức khỏe đi. Cái này bà biết không? Cái này có một chút đi, mang ơn quá trớn nha. Cái này chúc sức khỏe đi. Cái này là bao nhiêu tiền bà biết không? Bao không biết cái này chục hả? 500 ngàn. 50 bịch. Trời ơi cái này 500 ngàn á hả? Dạ. Trời ơi 500 ngàn. Ừ. Rồi cảm ơn đi. Trời ơi. Rồi cảm ơn chúc cô sức khỏe đi. Ai biết đâu.
Dạ rồi thôi tôi con về nha, bà khỏe nha. Rồi thôi cảm ơn. Dạ bà quá, khỏe nha. Bà ơi. Dạ. Ừ, thôi mang ơn quá. Dạ dạ. Dạ. Bà ở đây con mình. Trời ơi. Ừ, nhìn thấy thương. Bởi vì lẫn, bởi vì lẫn giờ nấu bà không biết cái gì hết trơn á. Dạ. Rồi bà chúc con đi, bà chúc con đi. Nè, con gửi tiền cho bà nè. Tiền cho bà nha. 1. À tụi em đổi tiền lẻ cho bà dễ xài anh chị. 3. 4. Năm này bà biết nhiêu tiền không? Rồi, cái này nè. Cái này được rồi nè. Còn cái kia bự quá. Vậy được ha, vậy được ha. Rồi chúc mua mai bán đắt đi. Cảm ơn quá. Dạ. Dạ. Cái gì cái với còn tiền là còn khoái đó. Trời ơi. Chú đây thì không biết bị sao mà đi bằng cái ghế vậy không. Dạ. Dạ rồi, dạ rồi, dạ rồi, được rồi. Dạ. À, chú bây giờ là mất cái chân hả chú? Mất cái chân mù hai mắt. Dạ, mất cái chân mù hai mắt. Này là bị như thế nào chú? Dạ, đi lính hồi trước. À, chú đi lính. Dạ. Chú cái đồ cũ. Dạ. Vậy là như là thương phí binh ha? Thương phí binh. Dạ, bây giờ chú ở đây với ai chú? Chú ở chung với vợ chồng em Út. Dạ. Cơm ai nấy ăn. Dạ. Thì là ai nấu cơm cho chú ăn? Thì chú nấu chú ăn. Dạ. Dạ. Đây là chú này là chú tự nấu hả chú? Tự nấu. À chú tự nấu luôn á hả? Tự nấu rồi mua thì gửi, muốn ra mua. Sao chú thấy được chú nấu được cũng hay vậy? Cũng bò nấu thì cũng bây giờ phải nấu ăn chứ rồi không nấu. Dạ. Không nấu làm sao? Dạ. Thì nhân đây là cũng có nhóm anh chị 143 cũng gửi về những cái phần quà, thì con cũng gửi cho chú đó là 500.000 và một chai dầu nước xanh. Đâu đưa tiền dạ. Rồi chú cầm rồi chú dạ. Đếm được không? Dạ. Đó tại đó chú biết nhiều tiền không chú? Với là chai dầu nước xanh là chú đặng chú sử dụng ha. Không biết nhưng mà thì nói 500 thì chú biết 500 thì thôi. Tờ cái tờ tiền đó bây giờ chú để chú xài ra được không hay là chú có cần phải đổi tiền lẻ ra để chú dễ xài không? Được, để rồi chú đổi được. À vậy là để chú tự sử dụng được ha. À, tự sử dụng được. Dạ, dạ thôi thì tụi con cũng đi tiếp nha, chú khỏe nha chú. À. Dạ. À, chú thì bị mất một cái chân và mù hai mắt. Do là ngày xưa cũng đi lính đó anh chị. Chú bị gắt dịch. Dạ. Có một dịch rồi đi lính đôi dùng ngoài dùng... Dạ. Dạ thôi tụi con đi nha, chú khỏe nha. Dạ. Cảm ơn dạ. Cháu nha. Dạ. Thôi chú tụi con đi. À, tiếp theo thì em cũng đến thăm một anh ở đây. Dạ anh xích vào bên trong đi anh ha. Dạ. Anh ở đây ở với ai anh? Thằng em đi làm rồi. Dạ. Anh nghe nói anh bị tật làm sao anh? Tập đứng chân nhỏ đứng dạ. Ngồi bò không à. Rồi này càng lớn lên này đi được rồi đi bán số. À là hồi nhỏ là anh bò không hả? Giờ đi không có được hả? À. Rồi sao mà anh đi được? Rồi đi tập từ đi được. Tập dương lít trị liệu anh hả? Ừ. Dạ. Bây giờ anh đi bán vé số. Dạ. Anh có gia đình không? Không. Ở mình hả? Ở mình. Anh năm nay nhiêu tuổi? À, 45 rồi. Dạ. À bây giờ đi bán vé số được đỡ không anh? Cũng ngày bán ít thì được ít. Dạ. Nhiều được nhiều. Vậy là bán ngày không có trung bình khoảng được những trăm vé không? Dạ, trăm. Dạ, vậy cũng đỡ ha. Nhưng mà tới mùa dịch này còn hơi đuối hả? Hơi đuối. Dạ. Xin nghỉ. Dạ. vô mình vô nhà ai cũng đuổi mình á. Dạ. Tại vì bây giờ mùa dịch này mà. Dạ. Dạ. Vậy là lúc trước là anh giống như là anh bò không chứ không có đi bò được. Mà. Dạ, rồi anh đi được nay khoảng bao lâu rồi? Cũng lớn anh tập đi từ từ rồi mới biết. Dạ. Nhưng mà là đi được nay bao lâu anh nhớ không? Không nhớ, mà hồi đó ra mẹ đi thôi nhỏ. Dạ. Bây giờ là anh ở đây là như là ở chung với người em. Dạ. Thì nhân dịp ở đây thì cũng có nhóm anh chị 143 cũng gửi về những phần quà, thì em cũng gửi cho anh đó là 500.000. Dạ, cảm ơn. Và một chai dầu nước xanh. Dạ, cảm ơn. Dạ. Dạ. Dạ thì thôi anh cũng cố gắng buôn bán ha, buôn bán kiếm sống ha, có dịp khác có quà thì em sẽ đến gửi cho anh tiếp ha. Dạ. Dạ rồi thôi anh khỏe nha. Dạ. Dạ con chào bà. Dạ. À bà năm nay nhiêu tuổi rồi bà? 69 tuổi. Dạ 69. Ở đây là con nghe nói là mình ở trọ nữa hả bà? Ở trọ nè. Dạ bà có gia đình không bà? Không, hồi bé đến giờ không có gia đình. Dạ. Anh từ bé đến giờ.
Dạ, còn bé này là ai hả bà? À, con của cái chị hàng xóm gần đây này. À. Hai vợ chồng đi làm hết mà cháu thì trước nó đi nhà trẻ mà từ nó lên cái dịch đó. Dạ. Để ở nhà mới ở nhà ít bữa nay à. Dạ. Giữ có mấy bữa nay à. À, cũng như là bà cũng như là giữ mấy bé dùng cho hàng xóm. Vâng. Dạ. À. Trời ơi. Vậy là giống như là giờ giống như là bảo mẫu. Mà mới có mấy bữa à. À dạ. Cháu nó đi học thì đâu phải giữ à. Dạ. Ba má đi làm hết đấy thì. Dạ. Bây giờ là cái dịch không đi được ấy. Dạ. Rồi nếu mà công việc thường ngày của bà nếu không làm giữ mấy bé này thì bà làm công việc gì không bà? Làm gì hết. Sao không đi làm công việc gì? Có sức khỏe không có. Cái dạ. Chân này đau, cái khớp này ngồi với khó khăn lắm. Dạ. Đứng lên đứng xuống hơi khó. Dạ. Rồi cũng có tim nữa này. Rồi cao máu rồi nhiều thứ bệnh lắm. Dạ. Hôm nay thì có quà của các anh chị nhóm mũ 3 gửi tặng cho bà con ở mình ở khu vực phường 7. Dạ. Thì đây con gửi cho bà đây là 500 ngàn. Dạ. Và một chai dầu nước xanh ha bà ha. Cảm ơn tất cả các cô các chú. Dạ. À, dạ. Các chú các cô khỏe mạnh khỏe nha. Dạ. Để đỡ tất cả những người khó khăn. Dạ. Dạ thôi bà khỏe ha. Con đi ha. Cảm ơn cô chú. Dạ. Dạ con chào chú à. Dạ. Dạ. Chú năm nay nhiêu tuổi chú? 74. 74 ha. Dạ. Dạ. Đi bán vé số hả chú? Đi bán số. Dạ. Mấy này bán được không chú? Bán cũng là ít hơn hôm trước. Dạ. Đi bán rồi đi bằng con đi bằng xe, xe đạp. Dạ. Đi bán xa không chú? Bán cũng vòng vòng ở phường 7 mình thôi ha. Dạ. Là có đi ra chợ không? Để từ phường 7 à. À sao mình không ra chợ Bến Tre bán dễ bán thôi hơn. Ở ngoài người ta đông người quá bán không lợi. À dạ. Giống như là nhà chú là ở đây luôn. Dạ. Ở đây rồi mình ở với ai chú? Ở mình. À cũng có một mình luôn. Nhà thuê. À, à ở nhà thuê luôn. Dạ. Dạ. Trời ơi. À, lũng nát hết trời mưa. Dạ. Ướt át hết trời. Dạ. Vậy rồi bán số về đủ sống không chú? Ăn thì mình nhín nhút chứ làm dạ. Sao. Dạ. Dạ. Thì nói chứ giờ ai cũng khó khăn. Mình dạ. Làm nhiều khi mình tự phải lo bản thân mình. Nhiều dạ. Khi mình... Hà tiện tiết kiệm tí xíu dạ, thì dạ, mình dạ. Sẽ lo được ha chú ha. Dạ. 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 Thì nhân đây thì cũng có nhóm anh chị 143 là cũng gửi về những phần quà để cho những bà con ở phường 7 mình. Dạ. Thì đây là cũng có 500 ngàn và một chai dầu nước xanh dạ. Và gửi tặng chú. Dạ cảm ơn. Dạ. Dạ. Rồi thôi chú cũng cố gắng buôn bán để mình tự nuôi sống bản thân ha. Dạ. Dạ lâu lâu có dịp thì có quà thì con sẽ đến thăm chú tiếp. Dạ dạ. Dạ rồi thôi chú khỏe nha, con dạ. Đi nha chú nha. Dạ, chú con đi. Nha, chú đi dạ. Dạ. Cái này là của Mạnh Thùng Quân chú hai dạ. Của con. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn. Dạ dạ. À, tiếp theo thì đến thăm một cô ở đây. Dạ con chào cô. Dạ. Dạ. Chắc cứ gọi bằng bà quá. Bà nó nhiêu tuổi bà? Dạ 80 rồi. À bây giờ gọi bằng bà đúng là chính xác. Dạ. Ở đây bà ở gia hả bà? Ở cháu nội nhỏ xíu vậy. Dạ. Dạ. Vậy rồi ai lo cho bà? Thì, hàng ngày á? Hàng ngày thì mấy người đó lo, mấy chồng sớm rồi mấy người lo vậy. À. Dạ. Không cũng như là ở đây hiện tại bà có ở với chung với con cái gì không á? Không có. Là ở với cháu nội không. Dạ. Vậy rồi mấy người con ở gia, mấy người con ở đâu? Mấy người con có chồng xa hết trơn. Dạ. Rồi giờ giữ cháu nội hả? Dạ. Rồi ba nó đâu? Ba nó đi mặn mướn. À vậy là cũng như là thầy vậy thì bà giữ thì cũng phải có lo cho bà chứ ha. À thì chút vậy chứ không có nhiều nữa. Dạ. Nó không à. Dạ thì cũng phải bà giữ con giùm thì cũng phải lo cho bà chứ không lo sao được. Dạ. Dạ. Thì nhân dịp đây thì cũng có nhóm anh chị 143 cũng gửi những phần quà về để tặng bà con ở bến phường 7. Dạ. Thì con cũng gửi cho bà là 500 ngàn và cho dầu nước xanh. Dạ. Dạ thôi con cũng đi ha, bà gắng khỏe nha. Dạ. Dạ.
20 phần quà của các anh chị nhóm 143. Thì bây giờ em cũng đã trao hết cho bà con khó khăn ở khu vực phường 7 rồi ha. Thì nhân đây thì em cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị ở nhóm 143 và các mạnh thường quân đã luôn đồng hành cùng với em để giúp bà con khó khăn ở Bến Tre ha. Thì video của em giờ sẽ kết thúc tại đây nha. Em hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo nha. Bye bye.